Xin chào quý vị các bạn. Hiện nay trên tay của Dung Audi là bộ hồ sơ và giấy tờ cũng như là sổ bảo hành của chiếc Kia K5. Xe này Dung Audi vừa mua xong và cũng chưa kịp rửa luôn thì đã quay review cho các bạn xem. Đây ạ, đây là sổ bảo hành của xe như là toàn bộ giấy tờ hướng dẫn sử dụng này. Kia Optima, xe được nhập khẩu nguyên chiếc năm 2011. Và bây giờ Dung Audi sẽ giới thiệu quý vị, review cho quý vị xem chiếc xe này như thế nào. Và mời bắt đầu. Và thưa quý vị các bạn, trước mắt quý vị và các bạn đó là chiếc Kia Optima, có thể gọi là Kia K5 cũng được mà Kia Optima cũng được. Và chiếc xe này sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc năm 2011, số tự động, động cơ 2.0, biển Hà Nội, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu. Chiếc xe này thì Dung Audi mới mua được xong và cũng tiện đây thì thấy xe nó đẹp quá, đi sớm quá thì review luôn, chưa cần rửa và cũng chưa về đến nhà thì mình đã review cho các bạn xem luôn rồi. Đây ạ, đây là form dáng của chiếc xe Kia Optima sản xuất năm 2011, số tự động, động cơ 2.0 và có rất nhiều tính năng hiện đại trên chiếc xe này. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu với quý vị như sau. Thứ nhất, ở form dáng bên ngoài quý vị có thể nhìn thấy Kia Optima nó không lẫn được với cả bất cứ một chiếc xe nào. Đây ạ, 4 la răng đúc, 4 phanh ABS, động cơ 2.0, cảm biến quanh xe. Xe được trang bị cảm biến quanh xe này, 4 la răng đúc, 4 phanh ABS, cũng như là tay nắm cửa mạ chrome, chìa khóa thông minh, xi nhan trên gương, rửa đèn pha tự động. Đây, đây là rửa đèn pha tự động. Và hai đèn bi xê lông siêu sáng, cũng như là đèn gầm thì được trang trí thêm một dải đèn LED. Như quý vị nhìn thấy đây, rất đẹp. Còn về trong xe thì xe được trang bị những gì? Về trong xe, thứ nhất khi quý vị mở cửa ra thì quý vị sẽ nhìn thấy là xe được trang bị gương kính chỉnh điện, cục điện, ghế chỉnh điện và nhớ ghế hai chế độ, tay gạt cửa mạ chrome, cân bằng điện tử, chống trơn điện tử, vô lăng tích hợp bàn phím, động cơ eco, tiết kiệm nhiên liệu, gẩy số thể thao trên vô lăng, đầu CD 6 đĩa nguyên bản theo xe, đề ấn nổ start top, điều hòa ghế, sấy ghế. Và điều hòa hai vùng độc lập tự động. Và tiếp theo nữa là xe cũng được trang bị camera lùi trên gương, đây, camera lùi trên gương, quý vị có thể nhìn thấy ạ, nguyên bản theo xe, camera lùi nguyên bản theo xe trên gương. Thì chiếc xe này cũng được trang bị cửa sổ nóc. Nó được trang bị hai cửa sổ nóc quý vị nhé. Đây ạ, hai cửa sổ nóc. Đây là mình giới thiệu vào những cái trang thiết bị đã. Sau đó chúng ta sẽ đi đến chi tiết hơn. Hai vùng điều hòa, hai cửa sổ nóc,
ghế da trần nỉ. Và bây giờ để mà chi tiết hơn thì quý vị có thể nhìn thấy đây, các cái chi tiết này là đều được mạ giả phun giả vân gỗ, táp ly táp lô bằng da. Xe chưa về đến nhà, mình vừa mua xong, vừa ra khỏi chủ nhà của chủ nhà xong nhá. Vừa mua xong đây thì mình quay review luôn cho quý vị xem. Thì đây là nội thất của xe, quý vị có thể nhìn đấy. Đây là táp ly táp lô là bọc da, tất cả những loại xe sang thì táp ly táp lô nó là bọc da chứ không phải là nhựa, đây là da. Và bây giờ để mà cùng với Dung Audi đi xem là tình trạng kỹ thuật của xe thì quý vị nhìn đây đây ạ. Đây là chỉ của cánh bên phụ. Phần tai. Tiếp đến là ta đi đến chỉ của cánh sau bên phụ. Đây là phần chỉ của cánh sau bên phụ. Đây là phần chỉ cánh sau bên phụ đây. Bây giờ chúng ta đi đến phần cốp của xe. Nhìn thấy phần đinh tán, các bạn thấy phần đinh tán đây chưa, còn nguyên đinh tán này, còn nguyên này, chỉ này, chỉ cabo này, à chỉ cốp này. Đây là phần chỉ cốp. Nguyên gì hết thì xe thì đây còn nguyên nhé bạn nhé, còn nguyên cả lá cây rụng, xe chưa dọn dẹp bất cứ một cái gì luôn. Đây là cốp, đây khoang cốp, đây cái này là cái này là cái này để chắn nắng kính, cái này là đem mưa để ốp vào cái ốp vào đây, xe mua rồi để ốp vào cái nắp bình xăng đây ạ. Còn nguyên đây là để ốp vào nắp bình xăng mới quang, chưa bóc ni lông. Đây là vừa mua xong. Đây loa, có một loa bát ở đằng sau này nữa quý vị nhé, một loa bát đây. Xe thì trang bị rất nhiều loa âm thanh cực hay. Đây các bạn nhìn đây, đây là lốp dự phòng nguyên zin chưa hạ. Các bạn có thể nhìn thấy lốp dự phòng nguyên zin chưa hạ, toàn bộ đồ còn nguyên, kích rồi là bếp rồi các thứ, bộ đồ theo xe còn nguyên, lốp dự phòng theo xe mới tinh chưa hạ nhá quý vị nhé, lốp dự phòng chưa hạ. Đây các bạn nhìn này, lốp dự phòng còn chưa hạ. Và về cái khoang của lốp dự phòng các bạn nhìn đây, như mới, toàn bộ như mới luôn, quá đẹp. Tất cả xe này nó là nguyên bản hết, chủ xe đi cực kỳ giữ gìn luôn. Và đây ạ, đây là chỉ của cánh sau bên lái. Chỉ của cánh sau bên lái các bạn nhé. Còn đây là chỉ của cánh lái.
hai kìa. Và bây giờ các bạn hãy cùng với mình đi kiểm tra về phần khoang đầu cũng như là động cơ của chiếc xe. Đây là phần đầu của chiếc xe. Thì quý vị xem cùng với Dũng Audi xem là xe nó như thế nào. Đây ạ. Quý vị khi mà mở ra, quý vị nhìn thấy xe còn nguyên vết bụi của thời gian. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn thấy là còn nguyên vết bụi thời gian. Ốc cabo nguyên zin chưa mở. Quý vị có nhìn thấy ốc cabo nguyên zin chưa mở. Nhập khẩu nguyên chiếc 2011 mà hiện nay ốc cabo cũng chưa mở, quý vị nhé, nguyên zin luôn. Đây ạ. Nhìn thấy cái chân ốc này thì đã hiểu rồi độ chất của xe rồi, đúng không? Đây là phần chỉ của cabo, các bạn nhìn thấy. Chỉ cabo không mất một phần nào, ốc cabo chưa mở. Toàn bộ phần tai. Các bạn nhìn đây. Đây là mình quay như này là thật nhất. Xe chưa dọn dẹp, chưa rửa ráy thì còn nguyên bẩn luôn, còn chưa cả rửa, còn nguyên bẩn cái đoạn này. Đấy, còn bẩn nguyên, cái xe này bây giờ rửa lên cực đẹp luôn các bạn nhé. Đây là người ta để không sử dụng, gia đình cũng để cũng không sử dụng, cho nên là quá nhiều xe không sử dụng đến, cho nên là để bụi bẩn nó phủ lên, lá cây để dưới gốc cây, lá cây nó rụng luôn. Chứ còn này, nếu mà đánh rửa đi thì cực thì đẹp luôn. Rồi. Cái độ đẹp thì người ta tính sau. Bây giờ ta tính đến độ chất. Đây ạ. Ốc ác còn nguyên zin hết. Ốc cabo này. Đầu này. Xương gò này. Má các thứ này. Rằng trước này. Các bạn có thể nhìn thấy. Đây phần rằng này. Đinh tán của rằng này. Nguyên zin nhé. Cabo còn nguyên. Bây giờ về với phần máy móc và động cơ của chiếc xe. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây. Máy là còn nguyên vết bụi thời gian. Máy của xe còn nguyên vết bụi thời gian. Chưa động chạm gì. Máy móc khô ráo sạch sẽ. Và máy số nguyên zin. Các bạn có thể nhìn thấy tất cả các con ốc. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều chưa mở. Các bạn nhé. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới tất cả con ốc. Đây, ốc chân máy đây. Kể cả là ốc chân máy đây nhé các bạn nhé. Ốc chân máy cũng còn luôn. Ốc chân máy vẫn còn nguyên zin luôn. Và tất cả có con ốc, bạn nhìn này. Tất cả có con ốc còn nguyên. Ốc phách máy kia. Có con ốc ở đây. Các bạn nhìn cho mình con ốc này, này. Mấy con ốc đây. 3-4 con ốc đây xung quanh đây. Toàn bộ là còn nguyên zin hết. Chưa mở một con ốc nào. Máy số nguyên zin. Zin từng con ốc. Chỉ có vết bụi của thời gian thôi. Một chiếc Kia K5 Optima, sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc năm 2011, số tự động, động cơ 2.0, một chiếc xe đẳng cấp nội địa của Hàn Quốc. Và chiếc xe này hiện nay đang được bán tại Dũng Audi chợ Tô số 1 Hải Dương, địa chỉ 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Phú Minh, thành phố Hải Dương, với giá tiền 540 triệu đồng. 540 triệu là giá của chiếc Kia Optima, hay còn gọi là Kia K5 này quý vị nhé. Mời quý vị về xem xe, kiểm tra xe, test xe, chạy thử xe trực tiếp hoặc bao test toàn quốc cho quý vị chiếc Kia K5 biển số Hà Nội này quý vị nhé. 540 triệu đồng là giá của chiếc Kia K5 này. Một chiếc xe quá đẹp, zin cả xe, cam kết zin cả xe từ ghế ra, trần nỉ, máy số zin, lốp sơ cưa chưa hạ, sổ bảo hành còn nguyên quý vị nhé. Và chiếc xe này hiện nay đang được bán tại Dũng Audi với giá là 540 triệu đồng. Quý vị hãy bấm vào đăng ký kênh để cập nhật thường xuyên nhất những chiếc xe mới về tại Dũng Audi, cũng như là quý vị hãy bấm chuông để nhận được thông báo. Và quý vị có nhu cầu xem xe, kiểm tra xe, xin vui lòng liên hệ Dũng Audi 0855 966 966.
Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video clip tiếp theo. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Dũng Audi trân trọng kính chào quý khách.